AK sớt thì anh em video review Z900 lắp đặt hai gương cầu Morimoto Cosfa vào ngăn đèn chính của xe. Hai gương cầu hoạt động một bên cốp và bên pha, và các bạn có thể tùy chọn lắp đặt cả hai cùng sáng đèn ở vị trí cốp. Khi pha, cả hai cùng mở màn sập trong gương cầu, mở pha lên. Phần đấu điện để hai gương cầu hoạt động như thế nào tùy theo yêu cầu khi lắp đặt. Và trên video bạn đang xem là hai gương cầu Morimoto Cosfa. Và bốn đèn trợ sáng các bạn đang thấy trên xe đây là dòng sản phẩm L4X. Ở video bạn đang xem, lúc này khi bạn nổ máy mà xe sẽ mở đèn một bên. Khi bạn mở pha hay là bắt xin sẽ đá pha gương cầu còn lại. Đây các bạn thấy rõ, khi mở pha hay là các bạn giữ luôn nút bắt xin, gương cầu thứ hai sẽ được mở sáng. Đây là ánh sáng của một gương cầu phát ra. Khi bạn mở pha, gương cầu thứ hai mở lên và mở chế độ pha. Video review Z900 với phần đèn chính lắp đặt hai gương cầu Morimoto Cosfa cùng với hiệu ứng DVA màu đỏ bên trong gương cầu. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.